có bao bì giấy toàn quốc. Wow. Có cái bản hiệu ngoài kia nè. Còn luôn hả thầy? Có. Còn có, chịu thầy nhất luôn. Luôn luôn cỡ ngoài đó. Có tiền có 1 năm mà để được 3 năm. À, mình rất là xúc động mỗi lần mà nhớ thầy. À, một bài viết mình có viết về thầy. Và nếu các bạn đã ngồi ở đây rồi á, thì trong tương lai các bạn sẽ có một bài viết đến những người mà mình cảm thấy mình tri ân nhất luôn. Thì tôi chắc chắn rằng thầy Nguyễn Thái Duy sẽ là một cái tên mà các bạn sẽ có những cái bài như thế. Nếu các bạn hiểu, muốn hiểu thì một là bao bì giấy Trung Quốc. Chúng tôi trên web, những cái web lớn của chúng tôi thì hiện tại cũng gắn cái bài đó của tôi. Có một bài thầy Nguyễn Thái Duy. Và trang cá nhân của tôi là nguyễnthiên.com. Vẫn có thầy Nguyễn Thái Duy. Và 2014 vợ chồng tôi là coi như là trắng ạ. Trắng ra. Và để tôi rất là buồn. Tôi rất là buồn và tôi đi học. Đi học tôi là người hành động. Các bạn thấy tôi là người hành động rồi đó. Tôi nghe gì là tôi làm. Và tôi làm và tôi có hiện diện trong lớp này. Và tôi bắt đầu làm lại từ đó vào 2014. Và đến ngày hôm nay doanh thu của tôi mỗi tháng là 2 tỷ. Wow. Để mà đứng đây nói không phải là nhiều. Quan trọng 2 tỷ đó nó ra như thế nào để được 2 tỷ. Thì đó là một hành trình dài. Và tôi rất là mừng là các bạn có mặt trong cái lớp học này. Và tôi tin rằng trong vòng 2 năm tới thôi, các bạn sẽ có một cái sự khác biệt nếu các bạn theo thầy luôn. Và sau thầy nữa thì tuy nhiên khi mà mình làm kinh doanh thì có những người thầy khác. Nhưng mà đối với tôi, thầy Duy là một người thầy. Mà cái gì nó đầu tiên á, gọi là cái gì đầu tiên nó luôn luôn là hấp dẫn và rất là trân trọng. Vâng, xin cho thầy là một cái người thầy. Và tôi là Nguyễn Thị Ngọc Hiền, Facebook và Zalo thầy có. Nếu các bạn ngồi ở trong lớp này muốn là có một tạo một cái mối quan hệ hay là một cái chia sẻ gì về vợ chồng tôi thì cứ kết nối, tôi luôn sẵn sàng. Tôi rất là mừng. Cho số điện thoại của cái phần các bạn cho nó. Vâng, số điện thoại của mình là 090, các bạn ghi ha. Muốn hỏi về cái gì về Nguyễn Thái Duy, muốn hỏi về những các bạn của tôi đứng đây, bạn đây là bạn Thủy, bạn Minh, Lucila. Một thương hiệu áo cưới rất là nổi tiếng tại quận 3 phải không em? Wow. Đây là bạn Tuyết, Hemet. Chiêu Nguyễn. Và đây là bạn Huyền. Vâng, và kia là bạn Hoa và Cường. Hiện tại là đang ra những cái chuỗi spa rất là lạ là Asin đó. Đại gia tương lai. Vâng, và số điện thoại của mình bạn kia chưa? 090999 2032. Và số điện thoại này có Zalo và Facebook. Cần hỏi gì hay là các bạn muốn học lớp sâu hơn hay là những câu hỏi đại loại như là nếu mà tôi ngày hôm nay tôi ngồi ở đây, tiếp theo tôi làm cái gì, tôi đang học cái lớp thứ bảy và chủ nhật thì sau này tiếp theo là tôi phải theo thời gian những cái lớp như thế nào để tôi được như bạn Hiền hay là bạn các bạn ở đây thành công ở đây. Và ngày hôm nay vì sao Hiền có mặt ở đây, vì Hiền đang giữ một cái event. Bạn Trần Thị Thu Hoài cũng là bạn thân của mình, và Trần Thị Thu Hoài là một người thành công rất là lớn. Và bạn cũng đã có mặt trong lớp này vào năm 2014. Và trong lớp này hiện tại thì đang có 10 người là một group của mình, là nữ không nha các bạn, rất thành công. Để làm việc với nhau, để hỗ trợ nhau học marketing, học các thứ, để hỗ trợ nhau kiến thức, hỗ trợ về nhau kinh doanh. Đó thì các bạn cứ ngày hôm nay hiện đứng đây thì để mà kết nối. Những các bạn nào có những câu hỏi mà riêng các những câu hỏi nhỏ nhỏ thì cứ nhắn tin cho Hiền, thì sẵn sàng chia sẻ để tri ân thầy của mình. Các bạn có muốn nghe nữa không? Các bạn có muốn nghe nữa không? Có. Bạn Thủy giới thiệu đây. Đây bạn Thủy ba lô. Tiếp theo nữa là gì đó thì bạn giới thiệu ha. Xin chào ạ. Chào thầy. Chào tất cả các anh chị ngồi đây. Tên của mình là Thủy. Thì năm 2014 mình cũng tới lớp học của thầy. Thì xuất phát điểm của mình là một giáo viên, các anh chị, là một giáo viên cấp 3.
Thì khi mà tới lớp của thầy thật sự không biết là cái thế giới ngoài kia đang phát triển như thế nào. Lúc đó mình cũng không, mình xài là điện thoại một cục gạch thôi. Và mình lúc đó là mình chỉ biết chăm chú và đi dạy thôi, dạy ngày dạy đêm, dạy ngày dạy đêm. Thậm chí mà mình không có, chưa có chồng nhưng mình cũng không có thời gian để đi mua sắm, cũng không có thời gian để gì, chỉ có tập trung chuyên tâm vào dạy thôi. Và đến lúc mà mình tới lớp của thầy thì thấy các anh các chị kinh doanh rất là thành công và mình cũng rất là ngưỡng mộ, nhưng mà mình cũng không biết bắt đầu từ đâu. Rất là xào quàng cả một năm trời, nhưng mà được cái sự dìu dắt của thầy Duy là người chửi mình rất là nhiều. Đến gặp thầy là thầy chửi, mà đến lúc mà về xong mà được một cái là mình rất là cảm ơn những cái câu nói đó của thầy, rất là cảm ơn. Thật sự đến bây giờ nhờ những cái câu nói đó mà mới dồn là mình bước chân tường để mình có được cái sự thành công như ngày hôm nay đó. Thì ở đây mình xin các chị một là nếu như ở bây giờ, ở ngoài kia là bây giờ rất là nhiều những cái lớp học, nhưng đến thời điểm này mình có thể khẳng định là thầy Duy là cái người dạy khởi nghiệp số 1 Việt Nam. Thật sự thầy là mình thấy là khi mà đi học thầy về á, mình biết bắt đầu từ đâu và mình cứ làm theo đúng những cái gì thầy dạy, làm từng bước. Và lúc đó chỉ sau khoảng tầm 3 đến 6 tháng là mình đã đạt được kết quả rồi. Thì cái sản phẩm ban đầu tiên của mình á, là mình làm ba lô. Nhưng mà khi mình làm ba lô thì thầy quá trình nhờ cái sản phẩm ba lô mà mình biết kinh doanh là gì. Nhưng mà sau đó mình biết chuyển cái sản phẩm sang cái sản phẩm thứ hai, đó là cái sản phẩm về sức khỏe. Thì đến bây giờ mình đã rất là thành công với cái sản phẩm này. Và hiện tại thì cái doanh nghiệp của mình là mình có được 11 nhân viên. Và mình có thể là đến giờ phút này cái thu nhập của mình đến cái mức thời điểm này nó lên gấp cả trăm ngàn lần, trăm lần so với cái thời điểm mình đi làm giáo viên. Ok, trong nhóm này đó là cái thành công rất là lớn. Thế cho nên là các anh chị ngồi ở đây, nếu như các anh chị muốn thực sự là muốn ra kinh doanh thì cứ từ từ từng bước đi theo thầy. Thầy hướng dẫn từng bước. Nếu có gì khó khăn tới nhờ thầy giúp đỡ thì thầy sẽ sẵn sàng chia sẻ. Và bằng cái kinh nghiệm của thầy thì chắc chắn các anh chị sẽ thành công. Thì đó là cái lời mà em chia sẻ đây. Thật sự nhiều một điều muốn nói quá, xúc động quá, không biết nói gì trước thì sau nữa. Rất là xúc động. Mình có đi đến những cái lớp học khác thì mình vẫn rất là tự hào đứng lên là em xuất phát điểm là ở Vichu Ninh. Người thầy đầu tiên của em là thầy Nguyễn Thái Duy, và thầy là người đầu tiên đặt cho những cái viên gạch đầu tiên đó. Thì rất tự hào, đến đâu mình cũng thấy thật là Lucy nói với các bạn điều gì không? Xin chào các bạn, mình là Phan Thị Ngọc Minh, thương hiệu áo cưới Lucila Studio. Thì cách đây khoảng 4 năm về trước thì mình cũng như các bạn ngồi ở đây, nhưng mà Minh thì bản thân xuất phát Minh là một đứa nhân viên, mình học bên thiết kế thời trang ra, mình là một cái người rất là yêu cái đẹp, nhưng mà mình cũng chẳng biết gì về kinh doanh hết. Nhưng mà trong quá trình mình đi làm ở trong công ty thì khoảng chừng 5-6 năm gì ở trong công ty thì mình cảm thấy là nó sao á. Ngày cách đây là khoảng chừng 5 năm á, mà mình làm lương của mình là khoảng mười mấy 20 triệu á, nhưng mà mình cảm thấy nó bị thiếu gì á. Giờ là nó cũng, cuộc sống thì ok nhưng mà cảm thấy nó không có thoải mái gì hết. Thì mình quyết định mình nghỉ làm. Sau đó thì mình muốn làm một cái gì mà do là mình không có biết gì về kinh doanh hết. Thì mình hỗ trợ cho một bé cháu của mình, bé đó chỉ là một cái bạn chụp hình thôi. Thì bắt đầu là hai người mới bắt đầu là mở ra đi làm. Thì sau khi mà mình mở ra đó, mình mở ra cái cửa hàng Lucila của mình lần đầu tiên á, thì mình nói là bây giờ bắt đầu là mình làm thì làm sao mình có khách hàng, mình không biết là sao hết. Thì mình lên internet mình sợ thì mình thấy là kinh doanh không cần vốn. Mà thật sự là lúc đó là mình nghĩ là khoảng chừng 6 tháng thì tiền đã dành của mình trong vòng 6 năm trời mình ăn cũng hết rồi. Mà mình thấy kinh doanh không cần vốn trên internet thì mình nói là trời ơi, cái chỗ này kinh doanh gì không cần vốn, thì không biết là các bạn cứ bấm vào đây đi, các bạn không có tốn chi phí gì hết đó, tới đây và các bạn thể đến với cái chỗ này. Cái mình nói chỗ này chắc là lường gạt tào xạo gì đây nè, nhưng mà mình cũng muốn thử. Thì hay đó là lớp, đó là lớp thầy train cho lớp 3 tiếng. Thì mình tới đây và mình cũng kỳ kỳ sao á, tại vì các ông thầy gì ông lên nói chuyện là long trời, ông nói chuyện mà không chơi chảy nữa, mà ông dạy mình gì không biết nữa. Nhưng mà sau 3 tiếng đó thì cảm thấy là mình bị hút và mình không có. Sau đó thì mình sẽ học nhiều vô, mình đăng ký vô cái lớp y như các bạn ở đây là lớp 2 ngày. Nhưng mà lớp hồi trước, bây giờ lớp này mình không biết miễn phí hay sao, nhưng mà lớp hồi trước là mình đóng phí, là mình có đóng phí là 2 triệu, nhưng mà thật sự lúc đó là mình không có tiền.
Minh đi mượn em, lúc đó là Minh học trong cái ngày 2/2/9 là thầy khuyến mãi đi 1/1 và em gái của Minh mua một suất cho em gái Minh tặng cho Minh đi học. Và sau cái lớp 2 tiếng đó về thì mình bắt đầu mình viết kinh doanh. Thì sau trong vòng 3 tháng 4 tháng thì Minh có cái khách hàng. Minh nói thật luôn á, thật sự khởi nghiệp ra là Minh chỉ có khoảng mười mấy triệu thôi, khoảng chừng 12-13 triệu gì đó mà Minh thuê cái mặt bằng á, Minh lót cái sàn với lại Minh dán giấy dán tường là hết tiền rồi. Minh mở tiệm áo cưới nhưng mà thật sự là trong tiệm Minh không có một cái áo cưới nào hết. Và khi mà Minh học được hai lớp là giờ Minh biết cái cách làm sao để thu tiền trước, cái cách làm sao để mình thu tiền trước để mà sau đó từ từ khi mà khách hàng lại đặt cọc á, khách hàng lại đặt cọc cho mình xong mình lấy cái tiền đó mình mới bắt đầu mình đi mua từng cái áo cưới. Và hiện tại là các bạn có thể lên Google hoặc các bạn có thể lên Facebook, các bạn search là sự chữ là Lucy Ola thì mình có hai trang bay, một trang là Lucy Ola Studio và một trang là Lucy Ola Bridal, hai cái trang này của mình. Thì sau đó sau khi mà khoảng 2 năm, nói chung là quá trình khởi nghiệp thì mình về mình đừng có bị nôn nóng. Tại vì bản thân á, khi mà về nóng nóng thì mình sẽ bị rối lên và mình không biết mình bắt đầu từ đâu. Thầy chỉ cái gì làm cái đó, mình không có cần sáng tạo. Tại vì thường ở đây tính cách của mình thì có những người họ gặp khuôn. Nhưng mà bây giờ là bao nhiêu rồi? Hồi đó là một cái phòng với giấy dán tường, không có cái áo cưới nào. Bây giờ hiện tại là cửa hàng của Minh á, thì bây giờ hiện tại là cửa hàng của Minh là có trên khoảng trên hơn 500 chiếc váy cưới. Thì cửa hàng của Minh hiện tại là nằm ở một cái cửa hàng là ở trung tâm ở quận 3 trên đường Thú Sương. Và những người họ Minh hỗ trợ cho những bạn có tiếng sử dụng áo cưới của Minh như là ca sĩ Ngân Khánh. Hồi trước đám cưới ca sĩ Ngân Khánh thì Minh cũng hỗ trợ cho áo cưới. Như là ca sĩ Nam Cường thì chợ ca sĩ Nam Cường cũng qua Lucila. Và những cái bạn hot bây giờ như Ninh Lan Dương Ngọc, Hermi Du rồi đó thì cũng đã từng qua sử dụng Lucila. Và sắp tới đây thì đám cưới của bạn chuyển giới rất là đẹp, Lâm Chí Khanh thì wow. Mình cũng hỗ trợ và làm áo cưới, chụp hình cưới cho bạn đấy. Cái áo cưới mà hiện tại Lâm Chí Khanh đang mặc và anh showbiz rất là nhiều hiện tại áo cưới của Lâm Chí Khanh hôm nay là báo chí được đưa lên là áo cưới bên Lucila. Thì cái của mình là không quan trọng cái sản phẩm của mình như thế nào, cái quan trọng của mình là mình phải biết cái cách làm sao để mà mình qua thời gian là mình build được một cái thương hiệu như vậy. Thì đó là cái mà Minh cảm thấy mình rất là cảm ơn thầy Duy, cái người mà tạo cho mình một cái tư duy về khởi nghiệp, cái người mà hỗ trợ cho mình làm sao để mà mình biết được cái cách làm online và làm offline. Cho nên là các bạn có thể là lấy số điện thoại của mình, các bạn có thắc mắc hay là các bạn có muốn hỗ trợ gì thì các bạn có thể nhắn tin Facebook cho mình. Đây, bạn nào mà chưa có sản phẩm bán mà muốn kết áo cưới thì liên hệ chị Minh. Chị Minh sẽ giúp cho bạn cầm kiếm chị yêu nha. Nhưng mà các bạn ơi, các bạn nhắn tin cho Minh thì các bạn nhớ nói là mình bên thầy Duy, mình bên thầy Mi Johnny, thầy Nguyễn Thái Duy nha. Tại vì tin nhắn của Minh chưa nhiều lắm cho nên là người nào mà cứ nhắn tin em chào chị là Minh không có gì hết. Rồi ok, cho một chàng có tay cho. Đây này là bạn Tinh Tuyết ha, bạn rất là nhỏ tuổi và cái người này là cũng vào năm 2014 á, hai chồng em mình đến là bạn cũng rất là bất ngờ với các bạn. Tức là chưa mình nhìn bạn ấy giống như là bây giờ là bạn mấy năm rồi, bạn nhìn bạn sắp lấy chồng nên vậy. Ngày xưa là bạn nhỏ xíu à, mới lớn luôn á. Và bạn có một cái hệ thống chuỗi để bán về Hermes và đây là chia sẻ của bạn. Xin chào mọi người ạ. Mình tên là Ánh Tuyết. Thì năm nay là mình 26 tuổi. Thì lúc mà mình vô gặp thầy Duy là lúc đó là mình mới có 22 tuổi. Thì lúc đó là hiện tại mình đang học năm cuối của trường đại học. Thì khi mà mình thật sự là trước giờ mình rất là mê kinh doanh, nhưng mà mình không có biết là mình phải kinh doanh như thế nào hết á. Thì mình đi học á, chủ yếu chỉ là để cho theo cái mong muốn của ba mẹ thôi. Thì ba mẹ luôn mong muốn là con gái thì khi có một cái công việc ổn định, có một công việc văn phòng thì thành ra là mình mới đi học. Nhưng mà khi mà mình luôn tìm hiểu những cái kiến thức trên mạng để mà làm sao để mà có thể sau này ra kinh doanh, thì mình vô tình là mình được một người chị giới thiệu là gặp thầy Duy. Thì khi mà mình đến đây á, mình luôn trong mình thật sự rất là bất ngờ là về những cái kiến thức mà lúc đó thầy Duy chia sẻ cho mình. Tại vì chưa có một ai mà chỉ cho mình những cái kiến thức kinh doanh như vậy luôn. Thật sự là lúc mà khi mà mình nghe kiến thức của thầy Duy là thầy Duy là người đầu tiên nói cho mình được những cái kiến thức như vậy, mình mới biết hiểu rõ hóa ra kinh doanh là như vậy, rồi bán hàng là như vậy, marketing là như vậy.
những cái kiến thức tổng quan là về kinh doanh. Thì khi đó là mình quyết định là mình nghỉ học, mình không đi học nữa. Thì mình nghĩ đi học ra thì cũng chỉ để phục vụ cho mục đích là sau này kiếm tiền thôi. Vậy thì tại sao chúng ta không kiếm tiền luôn ngay từ bây giờ? Thì đó là cái suy nghĩ của mình lúc đó. Thì khi mình quyết định nghỉ học á, thì ba mẹ mình thật sự là cấm cản mình rất là nhiều. Đừng khóc nha. Thì thật sự là cấm cản mình rất là nhiều. Thì nhưng mà mình vẫn cố gắng vượt qua. Lúc đó là mọi cái nguồn thu nhập của mình là từ ba mẹ mà. Ba mẹ cắt hết, không còn cái gì hết á. Thì mình, thầy Duy mình cũng có nói với thầy, thì mình cũng có chia sẻ với thầy. Thì cuối cùng là thầy mình cũng học cái lớp này nè. Thì mình vô học xong đó rồi là thầy chỉ tới đâu, mình cố gắng mình làm từng bước tới đó. Xong mình kiếm tiền giống như là kiểu mình giao hàng được đơn nào cho khách hàng á. Là mình gom cái tiền đó về, mình cố gắng mình học rồi mình đóng, mình xin thầy trả góp á. Mình xin thầy trả góp là mình được bao nhiêu là mình trả cho thầy bấy nhiêu, mình được bao nhiêu mình trả cho thầy bấy nhiêu, cho đến khi mà mình hết cái gói của thầy luôn. Đó, thì sau khi mà mình hết cái gói của thầy xong á, là rốt cuộc là cuối cùng là mình đang không có một cái đồng nào trong tay hết. Vậy mà cuối cùng mình đã cũng có thể mở được một cái cửa hàng handmade riêng cho mình, thuê những người nhân viên đầu tiên và làm ra, nói chung là thương hiệu lúc đó là bắt đầu là ổn định và mình bắt đầu có rất là nhiều khách hàng. Thì mình bắt đầu vô học những cái lớp chuyên sâu hơn của thầy. Nhờ những cái lớp tiếp theo của thầy thì bắt đầu là không còn là mới ra kinh doanh nữa, bắt đầu là nhờ những cái lớp sau là mình bắt đầu phát triển hơn. Đó, thì nhưng mà cũng rất là may là nhờ gặp thầy ở đây, cho nên thật ra là cái người chồng mà mình sắp cưới là mình cũng gặp trong lớp của thầy luôn. Cho Tiết nói cái số điện thoại rồi. Thì thật sự là lúc mà mình gặp chồng mình á ở đây á, thì mình cũng rất là vui, là sau đó là tụi mình rất là ăn ý với nhau trong mọi việc, tại vì hai người cùng chung một cái tư duy, cho nên thật sự nói là mặc dù hai người làm khác nhau nhưng mà vẫn có thể chia sẻ mọi kiến thức được, hỗ trợ nhau trong công việc. Thì sau đó là bây giờ thì chồng mình là học thầy Duy được 2 năm, thì bây giờ tụi mình đã vừa rồi tụi mình mới mua được 3 miếng đất. Wow. Wow. Có 3 miếng rồi. Có 3 miếng thôi nè. 3 miếng. Thật sự là đó là một cái món quà mà trước dành cho tụi mình trước khi cưới. Mình thật sự là nghĩ là rất là vui mừng về cái điều đó luôn á. Trời ơi, sao giờ mới nói. Mình có cái quyển sách các bạn chưa có. Trình. Đó, bạn Trình trước. Trời, ông lên sóng. Cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả các bạn. Em có một chia sẻ không ạ? Có, chờ chồng ạ. Cường hóa. Em nói nhưng mà chị Hiền cho em 3 phút thôi. Chị nói 2 phút là đủ rồi. 2 phút rồi, dạ. Thì em biết rồi đó. 2 phút là đủ rồi. Cường hóa. Hello anh Cường. Hello em. Để đứng lại ngập tuyết. Chụp hình cho anh nha, Duy nha. Mình chưa nhận sách nhưng mà mình đã lấy sách thầy mình tặng cho được mấy chục người rồi đó. Bạn thôi. Trình cũng mang sách đi hội chợ. Mà ở hội chợ người ta hỏi sách nhiều hơn là hỏi xe đẩy. Giờ em có 3 phút nè thầy. Dạ, nhận chung. Ủa vậy hả thầy? Dạ, ở đây đã bảo quý 2. Một xíu nữa dạ cũng được. Rồi, chụp chung cho mình. Nè, cái sách của mày lên nè, đều nào. Phải đưa kiểu.